Ở đây chỉ cần 2 bình nữa thôi, chỉ cần 2 bình nữa thôi. Đúng rồi, 2. Rồi rồi này. Bao trắng này, bật kỹ năng này, bật kỹ năng này. Thôi. Bật kỹ năng, bật kỹ năng, bật. Đúng rồi. Kim tiêm. Đúng rồi. Cố lên. Cố lên. Anh thiệt bao nhiêu bình rồi? Anh 13 bình nhá. Em 11. Mua hết rồi đấy. Nhưng mà anh full ba lô rồi, mày cầm hộ anh mấy bình máu thường này. Em full ba rồi, gần full ba lô rồi. Anh full ba lô rồi. Đây này. Đâu ba xuống đây. Còn cái gì mua nữa không nhỉ? Mua cái chạy nhanh anh em ơi. Mua cái chạy nhanh. Đâu mang vứt máu thường đi. Đây 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 đây. Trong nhà. Ở trong nhà đấy. Mà anh nghĩ mày không cần máu thường đâu, xuống đây anh mở hòm vàng còn được siêu cấp nữa đây này. Ra đây lấy thêm siêu cấp này, đừng để chết nha, khéo này. Còn nàng hữu khi ra với anh chưa chết là não rồi thằng. 1, 2, 3, 4. Mày có kim tiêm không? Mày cần kim tiêm nữa không? Không, em có rồi. 5, 6, 7, 10. Mày đâu ra đây? Thằng Quang bị bắn kìa. Nghe thằng Quang này. Ui, có người này. Còn ở đấy là một. Nhặt lốt rồi chạy, nhặt lốt rồi chạy. Quang nhặt máu thường đi Quang. Nhanh lên xem đi ông này. Từ từ, nó có ra đây đâu. Nó ke bo mà. Nó ke bo, từ từ mày cứ đợi tí, mình thắng bo, mình làm gì phải sợ bo. Mày đưa chăm xu hay Quang này. Quang mở đi Quang. Mày có xu hay Quang. Mày mở đi Quang. Này mày cầm 10 bình máu thường này, kéo này. Để em làm mới phát. Ok, đấy mày làm mới đi. Nhặt nha. Nhặt chứ. Đen đấy. Ui, 1 bình này, 1 này, 2 bình này. Mở hết đi. Nhanh em vào đâu nhanh lên. Nhanh lên. Vừa con máu vừa làm mới được, Đừng mang quấn. Kia 200 xu đâu. Đây đây, có này, Ok rồi, đi. Ui anh nhiều lắm rồi em ạ. Đi. Đeo. Đi. Bà bo chứ cầm cho bo làm. Đi, bà bo đi. Dở hơi đi thẳng cổng trời. Mày sang nhà đá này trong bo nhỉ? Mày sang nhà đá này, sang nhà đá trong bo nè. Nhà đá nè. 23 bình đây. Chết phát là toang đấy em ơi, 23 bình đấy. Nhà đá. Nếu nhà đá có người thì cứ đi tiếp nha. Có người nha. Đi, quay lại. Bỏ đi, không bắt được đâu. Ai sao nó bắt tao đây? Ôi rồi ơi keo hay rồi đi tiếp đi, đừng lo cho anh, đi em ơi. Thôi hỏng rồi, mày phóng này, mày phóng sang nhà đá. Đúng rồi, hay mày à, mày phóng đâu, phóng giữa bo à. Rồi. Phóng đi. Sao phóng lên nóc cổng trời? Không, phóng lên đấy chết đấy, xuống đây. Xuống nhà đá. Gì vậy, nó bắn hoài trời. Thôi anh Việt ra, em một lút rồi kia tắm mình không thấy. Ok, đi. Ui nguy hiểm quá. Khiếp mẹ, mang gì vậy? Úi giời ơi. Mang gì mà vẫn chết nhỉ? Ui ai. Đấy nhá, ở hết đấy nhá. Đấy. Đưa ấy đây, đưa gì nhỉ? Đưa mình hít đây, Vứt hết máu thường ra. Vứt hết rồi, anh không cầm máu thường. Bọn này lên đưa cho nó, đưa cho nó. Nhanh lên. Nó bay theo nè. Mày lên đi. Ê đạn rồi, bưởi ơi. Anh xong rồi. Nó không dám công ra đâu. Cứ yên tâm này. Chúng mày kêu ở cầu thang. Kéo ai thăm neo. Ok. 36 bình không biết làm được không? 36 bình à? Khó thế, mày cứ quần báo thường thôi. Con máu thương đi đã. Đúng rồi, đúng rồi. Con máu thương, con máu thương. Bò cuối ở đây, con máu thương đi. Con máu thương đi. Gì lại đứng. Con máu thương đi. Tí nữa siêu cấp nữa, tí nữa siêu cấp nữa. Ừ rồi, máu thường, máu thường. Siêu cấp nè, siêu cấp nè, siêu cấp nè. Rồi. Rồi, siêu cấp tiếp nè. Bật kỹ năng nè. Ờ thôi thôi được rồi, không cần đâu. Đủ rồi, con máu thương, máu thương. Siêu cấp nè. Siêu cấp nè. Rồi UAV hồi máu, UAV hồi máu. Rồi UAV hồi máu, con máu thường. Máu thương, máu thương. Máu thương. Hết à? Ôi rồi, con liên tục đi. Con liên tục đi em ơi. Đúng rồi. Con liên tục đi, con liên tục đi. Cố lên em, cố lên. Cố lên, làm được. Hay. Khó thế. Còn nhiều lắm, chắc đánh được đấy. Ông đâu em ơi, bo cuối nó còn chờ hai mấy giây nữa cơ mà. Nó lại còn thu trận nữa. Nó lại còn thu trận nữa, giờ còn mỗi tem nó thôi đấy. Thumbnail, 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 thumbnail. Bật kỹ năng lên cho đỡ tiếc. Bật kỹ năng cho đỡ phí, đúng không? Thôi 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 thôi. Nhả 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 nhả. Rồi rồi rồi, đúng rồi, nhả chuẩn rồi đấy. Hay. Rồi, thế bật kỹ năng lên cho đỡ ấy, hiểu không? Đỡ phí kỹ năng, hiểu không? Bật lên nó tí lại hồi. Hay rồi. Em biết chắc tầm còn tầm khoảng 20 bình là vừa. Hay rồi. Gì giờ phải 40 bình. Giờ hôm nay phải 40 bình. Này chắc không đủ đâu. Giờ bom mới bắt đầu thu này. Đủ không nhỉ? UAV đúng rồi. Hay. Chuẩn rồi đấy, chuẩn rồi đấy. Hay rồi em ơi, cố lên, cố lên. Vẫn còn UAV được rồi. UAV, UAV. Cứ dùng hết UAV đi. UAV, đúng rồi. Để tiết kiệm máu, hiểu không? Không tí nữa hết máu mà còn thừa UAV là chết, hiểu không? Rồi, lại UAV tiếp. UAV tiếp. Đúng rồi. Hay. Hay kéo ơi. Rồi, quấn này, quấn này. Ok, UAV nè. Bật kỹ năng nè, bật kỹ năng luôn nè. Bật kỹ năng luôn, bật kỹ năng luôn, đừng tiếc. Đúng rồi. UAV nè, UAV nè. UAV nè. Rồi. Nhả nhả nhả, đúng rồi. Quấn nè. Hay. Hay. UAV nè. Quấn đi, đừng phải tiết kiệm máu, hiểu không? UAV đi. UAV đi. Đúng rồi, hay. Rồi được 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 được, cố lên, được được đấy. Cố lên em, bo sắp bé rồi. Bo sắp bé rồi, bo sắp bé rồi. Được không nhỉ? Được đấy, được đấy. Hay. À, được không nhỉ? Ở bo bé tí rồi kìa. Sắp bo trắng rồi, cố lên, chỉ cần 5 bình nữa thôi. 5 bình nữa thôi. Này. 4 này. 3 2 này. Chỉ cần 2 bình nữa thôi. 1 này. 2 này. Ở đây chỉ cần 2 bình nữa thôi, chỉ cần 2 bình nữa thôi. Đúng rồi, hai. Rồi rồi này. Bo trắng này, bo trắng này, bật kỹ năng này, bật kỹ năng này. Thôi. Bật kỹ năng, bật kỹ năng, bật. Đúng rồi. Kim tiêm, kim tiêm. Đúng rồi. Cố lên. Cố lên. Ui hay. 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 Ui vừa đủ. Vừa đủ em ơi, vừa đủ, vừa đủ. Ui má. Không thừa tí nào luôn thề.